tin đồn tổng trọng về chầu trời. Dân tình trông ngóng đợi tin vui. Vào ngày 12 tháng 1, tin đồn về việc ông Nguyễn Phú Trọng từ trần rộ lên trên cộng đồng mạng. Trong khi đó, báo chí nhà nước thì vẫn chưa thấy nói gì về tình hình sức khỏe của ông. Khi lời đồn xuất hiện, thường là do hai nguyên nhân chính. Một là do nguồn tin riêng từ bên trong đưa ra và hai là từ những suy luận do việc nhân vật chính vắng mặt tại một số sự kiện quan trọng cũng như vắng mặt trên truyền thông nhà nước dân tỉnh đang rất trông ngóng đợi truyền thông nhà nước đăng tin tiểu sử của ông Nguyễn Phú Trọng. Từ hồi tháng 9 khi đón Tổng thống Mỹ Biden, ông Nguyễn Phú Trọng đã không đứng vững, cần phải có người dìu. Sau đó, ông còn tiếp một số lãnh đạo cấp cao khác, trong đó có cuộc đón tiếp ông Tập Cận Bình vào ngày 12 tháng 12 năm 2023. Đến ngày 26 tháng 12, ông tiếp ông Casio, đoàn chủ tịch Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản. Rồi từ đó, ông vắng mặt trong các cuộc đón tiếp ngoại giao. Một hãng tin quốc tế vào ngày 11 tháng 1 cho biết ông Nguyễn Phú Trọng sẽ không gặp Tổng thống Yoko của Indonesia vào ngày 12 tháng 1. Thay vào đó, ông Võ Văn Thưởng, ông Phạm Minh Chính và ông Vương Đình Huệ sẽ đón tiếp. Tờ báo Nhân dân bản tiếng Anh có đăng hình ông Nguyễn Phú Trọng tiếp ông Yoko nhưng là hình ảnh từ những năm 2018 để minh họa không có hình ảnh mới. Ông Trọng năm nay tròn 80 tuổi, ông nắm chức Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam từ năm 2011 cho đến nay tới 3 nhiệm kỳ. Nó cũng trái với điều lệ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Hiện ông là người có quyền lực cao nhất, gần đây ông thay cả Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng để đón tiếp Tổng thống Mỹ và chính ông cũng đón ông Tập Cảnh Bình mà không cần ông Thưởng đón cùng. Lễ đón Tổng thống Mỹ Biden từ hồi tháng 9 năm 2023 cho thấy ông Nguyễn Phú Trọng không được khỏe. Hồi tháng 4 năm 2019, trong một chuyến công tác tại tỉnh Kiên Giang, ông đã ngã bệnh và sau đó chính quyền thông báo ông bị tai biến. Phải mất gần một năm điều trị thì ông mới có thể trở lại đi đứng tự được, nhưng đã yếu hơn rất nhiều so với trước chuyến đi Kiên Giang. Và sau đó ông phải đi nhưng có người dìu và không thể đi được một đoạn đường dài. Điều đáng nói là thông tin về sức khỏe quan trọng trong chuyến đi Kiên Giang vào hồi tháng 5 năm 2019 cũng được tuồn ra từ những nguồn tin ngoài luồng. Trong khi thông tin của nhà nước thì đưa rất hạn chế, vào hết là đưa lại những tin gì ngoài luồng đã đưa nhưng không đầy đủ. Hiện nay sức khỏe của nguyễn phú trọng đang được công luận chú ý rất nhiều, với ông được xem là nhân vật có ảnh hưởng nhất trong đảng cộng sản. Với chiến dịch đốt lò, ông đã tạo tiếng vang rất lớn, trong đó có cả thành phần ủng hộ và thành phần chống ông. Với chiến dịch đốt lò, ông đã làm cho nhiều đồng chí của ông phải lo sợ ắt hẳn khi sức khỏe của ông có vấn đề thì cũng khiến cho không ít đồng chí của ông mừng thầm có lẽ khó có đồng chí nào yêu mến ông thực sự bởi khó có ai là người trong sạch trong cái thể thế này còn về phía người dân thì có lẽ người ta mong đợi tin về sức khỏe ông trọng vì hiếu kỳ là chính chứ chẳng có thương mến và lo lắng cho sức khỏe của ông như thời ông hồ chí minh trước đây thời ông hồ chí minh dân trí thấp hơn bây giờ người dân mù chữ nhiều và chỉ biết nghe loa phường nên họ bị nhồi sọ rất nặng nề. Còn ngày nay có Internet, có mạng xã hội với đủ nguồn tin đa chiều, nên người dân cũng hiểu biết hơn, không còn nhiều người cuồng đàn, cuồng lãnh đạo như trước đây nữa. Mặc dù được tuyên giáo ca ngợi hết lời, nhưng số người ghét ông Nguyễn Phú Trọng không hề ít, trong đó có cả dân và quan chức. Át hẳn nếu ông từ trần thì sẽ có không ít kẻ khui bia ăn mừng. Mà thực tế trên mạng xã hội trong suốt nhiều ngày qua đã chứng minh điều đó. Tờ báo Nhân dân bản tiếng Anh vào ngày 12 tháng 1 đăng hình ông Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Indonesia nhưng lại là tấm hình từ những năm 2018. Một nguồn tin riêng cho Thể báo chấm biết ông Nguyễn Phú Trọng đang bị bệnh thật. Ông nằm tại Bệnh viện Quân Y 108, ông có vấn đề về tụy và đơn chuyển máu. Bệnh của ông cũng khá nặng do cao tuổi và bệnh nền. Có lẽ ông Trọng chưa đi gặp bác Hồ là thật. Tuy nhiên, việc tin đồn về cái chết của ông đã làm dậy sóng mạng xã hội, qua đó có thể cho thấy đó là lòng dân thực sự. Quý vị và các bạn sẽ theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo chấm với bản tin Tin đồn tổng trọng về chầu bác, dân tình trông ngóng, đợi tin vui. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi Youtube và Facebook của Thời báo chấm để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời Báo. Chấm đề. Đảng lãnh đạo thật tài tình, tăng trưởng tham nhũng gấp 20 lần tăng trưởng kinh tế. Vào năm 2023 là năm thứ hai sau đại dịch, đời sống người dân và sức khỏe doanh nghiệp sa sút nghiêm trọng. Tuy nhiên, nhờ có doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài nên tạm cứu nền kinh tế Việt Nam khỏi rơi xuống vực thẳm và cũng là năm thứ hai liên tiếp khối doanh nghiệp có vốn nước ngoài FDI chiếm đến 74% tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam. Tình hình kinh tế thế giới tuy có suy giảm nhưng không thê thảm như Việt Nam. Khối FDI dù chịu khó khăn chung của nền kinh tế toàn cầu nhưng vẫn đủ sức tăng vai trò trong nền kinh tế tại Việt Nam. Có nhận xét cho rằng thực ra do nền kinh tế Việt Nam xa sút nên khối doanh nghiệp nhà nước và tư nhân mới mất dần vai trò trên sân nhà tăng trưởng tham nhũng là 100%. Theo thống kê vào năm 2023, tốc độ tăng trưởng GDP của Việt Nam là 5%, không rõ con số này có đúng thực tế hay không so với thực tế kiệt quệ của nền kinh tế và sự trầm lắng của xã hội. Tuy nhiên, dù đây là con số tăng trưởng thật thì nó được cho là FDI gánh chứ các doanh nghiệp trong nước giờ đây đã giải thể hoặc đang vật lộn để mà tồn tại, lấy đâu ra mà gánh được nền kinh tế đây. Theo thông tin mới đây cho biết, kiều hối của Việt Nam trong năm 2023 đạt gần 20 tỷ đô la và khối FDI chuyển tiền về nước họ một khoản cũng tương tự như thế. Nói đơn giản là khúc ruột ngàn dặm làm lụng để mà cho khối FDI mang tiền về nước. Như vậy, khối FDI chỉ đóng góp cho số tăng trưởng cho đảng để khoe với dân và giải quyết một khối lượng việc làm cho người lao động. Còn lợi nhuận sinh ra, khối FDI chuyển về nước họ hoặc tái đầu tư vì vậy dù con số tăng trưởng như mơ với nhiều nước nhưng thực chất đời sống của người dân việt nam rất khốn đốn phố phường thì điều hưu hàng quán đóng cửa trả mặt bằng để cho người dân khốn đốn doanh nghiệp nội điêu đứng là lỗi của đảng cộng sản quan chức thì bất tài ra chính sách chủ yếu để trục lợi chứ không phải để phát triển giả sử quan chức muốn cho đất nước này phát triển thật thì họ cũng không có năng lực để làm được điều đó mà giả sử người lãnh đạo có năng lực thì bộ máy nhà nước cũng có khả năng thực hiện được đầu. Có quá nhiều đại án và quá nhiều quan tham khắp nơi. Vào ngày 10 tháng 1 vừa qua, Ban Nội chính Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến với 63 tỉnh thành trong cả nước về tổng kết công tác của ngành nội chính đảng và hoạt động Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng tiêu cực cấp tỉnh vào năm 2023 triển khai nhiệm vụ vào năm 2024. Đến giờ nghị có những nhân vật tai to mặt lớn như bà Trương Thị Mai, thường trực ban bí thư, trưởng ban tổ chức trung ương, ông Phan Đình Trạc, trưởng ban nội chính trung ương, vân vân. Bản tổng kết được công bố tại hội nghị này cho biết năm qua, tức vào năm 2023, các cơ quan chức năng ở địa phương đã khởi tố 763 vụ, 2079 bị can về tham nhũng, tức là tăng gần 100% so với năm 2022. Như vậy, rõ ràng những con số cho thấy Tăng trưởng về số người tham nhũng gấp đến 20 lần tăng trưởng của nền kinh tế Việt Nam. Cả hai con số tăng trưởng đều không thật bởi trong 5% tăng trưởng kinh tế ấy thì khối FDI đóng góp vai trò là con ngựa khỏe kéo cho nền kinh tế, còn khối nhà nước và khối tư nhân chỉ như hai con ngựa khỏe lê lết đi theo mà thôi. Nếu tách khối FDI ra thì có khi nền kinh tế thuần Việt Nam tăng trưởng âm chứ chẳng có con số 5% ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bảo vệ Đảng, tức là ông đang hại dần. Ngược lại, con số tăng trưởng về số lượng người tham nhũng là 100% cũng chưa phản ánh tích cực thực tế. Bởi nếu ông Trọng cho đốt lò mạnh hơn thì có thể lên đến 1.000% hoặc hơn nữa. Nguyên nhân là bộ máy chính quyền này có ai sống vì lương bao giờ đâu. Hầu hết quan chức đều nhận đồng lương chết đói, nhưng thực tế thì ai cũng rất giàu. Chỉ cần ông Trọng khui đến đâu thì sẽ lòi tới đến đấy, nên có thể nói cùi trong bộ máy chính quyền của đảng cộng sản là nguồn vô tận, ông trọng đốt không xòe. Không một nhà nước tham nhũng nào có thể giúp cho đất nước phát triển được. đất nước này còn đảng cộng sản thì vẫn là quốc gia nhược tiểu và đói nghèo so với mức trung bình của thế giới. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thể Báo .de với bản tin Đảng lãnh đạo thật tài tình tăng trưởng tham nhũng gấp 20 lần tăng trưởng kinh tế quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi youtube và facebook của thời báo.d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất nhanh nhất và trung thực nhất từ berlin cộng hòa liên bang đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới trung khoa thời báo.d